Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chiều hôm nay ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần, và anh chị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm một cái khách sạn ở khu trung tâm Sài Gòn này. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Mạc Thị Bưởi, cũng như con đường Nguyễn Văn Thinh ngày xưa, với lại đường Tự Do. Bên cánh trái là tòa nhà Satra Đồng Khởi nè. Và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một khách sạn ở gần với con đường Đồng Khởi này. Đó là khách sạn Sheraton. Và hướng này là mình sẽ đi về con đường Nguyễn Huệ phía trước nè. Bây giờ trung tâm Sài Gòn bây giờ là 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi chiều. Nị với bạn đồng nhỏ thì đang ở trong khách sạn đang làm thủ tục nhận phòng. Em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong khách sạn để trải nghiệm một khách sạn, cũng như quay vài hình ảnh ở khu vực này, gửi bà con cô bác xem để mình thấy được Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào ha. Phía bên trái chúng ta có khách sạn Bông Sen. Ở đây thì có rất nhiều khách sạn 5 sao. Vì cái dịp kỳ nghỉ lễ này thì ai cũng đi du lịch, đi chơi. Ai cũng đi chơi, cũng đi về quê. Do là tuần sau thì em có chuyến về quê nên là tuần này chắc có lẽ là không về, tại vì mấy ngày nay đường xá kẹt xe dữ lắm, nên thành ra thôi đi dẫn đồng nhỏ đi vào một vòng ra trung tâm Sài Gòn này rồi sẵn đây trải nghiệm khách sạn, để cô chú anh chị và các bạn có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng có thông tin để tham khảo ha. Và khách sạn Sheraton ở trên con đường Đông Du, ngay giao lộ Đông Du với lại Đồng Khởi. Chúng ta đi lại đây chút xíu. Sau cơn đại dịch thì tất cả các ngành nghề, cũng như trong đó có khách sạn du lịch thì bắt đầu hoạt động trở lại. Thì để đi về Sài Gòn thì cũng có rất nhiều khách sạn để mình lựa chọn. Hôm nay mời anh chị và các bạn vô khách sạn Sheraton, nằm bên cánh trái đây, ngay góc đường Đồng Khởi với lại Đông Du. Có hai tòa nhà hai bên ha. Chúng ta sẽ đi vào bên trong. Không biết Nị với Đồng làm thủ tục xong chưa. Cái máy khử khuẩn, rửa tay. Bên trong sảnh khách sạn nè. Không gian rất là sang trọng, rất là đẹp. Ở dưới thì có quầy bar, còn bên đây là nơi để làm thủ tục nhận phòng. Hôm nay đi du lịch gần nhà thôi, cách nhà khoảng 1 km thôi. Đi vào một phòng ở đây. Nị đây, Nị đang làm thủ tục đây.
À, còn Đồng thì lên chắc là lên lên phòng với chị Nơ rồi. À, tại vì trong chuyến đi lần này thì cũng có mấy chị làm chung với Nị đó cũng có đi. À, chắc là Đồng lên lên chung với mấy cô đó, lại có chị Nơ, con chị Hai đi chung. À, bây giờ mình sẽ chờ chút xíu nha. Cái sảnh cũng rất là đẹp ha. Mọi người làm thẻ về Việt Nam á, làm thẻ Marriott nè thì sẽ được bữa trưa miễn phí, phiếu trà chiều miễn phí, ưu đãi xài Sheraton Nha Trang 1,5 triệu một đêm thôi. Đó, sử dụng cái app này 1,5 triệu tiền mặt cho dịch vụ ăn uống mà 3 triệu, 3 phiếu là 4,5 triệu rồi, ăn miễn phí. À, nói chung là mấy cái thẻ này thì nếu mà anh chị và các bạn hay đi du lịch thì làm cũng được, tiện. À, thay vì trả tiền mặt thì trả như bình thường thì chúng ta nếu mà thành viên của cái thẻ này của Marriott thì mình cũng có thể được những cái ưu đãi hơn. À, rồi mình đợi chút xíu nha. Nguyên cái năm rồi là dịch bệnh không có đi đâu nên thành ra những cái ưu đãi của Marriott dành cho thẻ của 15 TV thì không có sử dụng. À, năm nay thì thấy tình hình cũng ổn rồi. À, đi sử dụng rồi sẵn trải nghiệm chia sẻ cùng của chú anh chị chứ cũng không có cao sang gì ha, cũng bình thường thôi. Ở đây là hướng đi lên phòng ăn buffet nè. À, mình chờ chút xíu rồi mình sẽ lên phòng. À, bây giờ xong rồi nè, giờ mình lên lầu 12 phòng 86 hả? À, mà bên đây là tòa mới, bên đây là cũ, dưới là cũ, bên đây là mới. À, bên tòa nhà bên trái là cũ. Bên phải là cũ, bên trái là mới. À, đây mình vô tòa nhà mới nha. Nói chung là khách sạn có hai tòa nhà, một mới một cũ. Hôm nay mình ở tòa mới. Chị đó nói là mình ở đông nên có phòng nhiều hơn. À. À, hôm nay mình đi du lịch xa Sài Gòn, xa nhà 1 km. À, rồi chờ thang máy chút xíu nha, lầu 8 đi xuống. Ở cái kia mở kìa, xong đi vô. Đó. Sao nó mở mà không đóng? Như là thang máy không có người thì nó mở sẵn. Quên. Có thẻ mới chọn được tầng. Ủa 12 mà sao rồi chọn? Bấm hai cái. Bấm hai cái rồi. Rồi, kệ đi, kệ đi. 9, 1, tầng 8, going up, thang đang đi lên. Nơi lồng 4 lên đó, đầu xuống. Đồng đang ở lồng 4 hả? Ừ. Tầng 12, going up, thang đang đi lên. Theo block. Ờ, cái view của lầu này là nhìn ra hồ bơi. Ờ, và phía bên cánh trái là đường Đông Du. Đi chờ người đi luôn nè. Có hỗ trợ. Đi xuống dưới sảnh là đi ấy cho mấy đứa kia. Dạ, anh chào. Đi trước đi, em còn hello. Dạ, chào chị. Đồng. Ủa, Đồng đâu? Nói rồi, Đồng trên tầng 14 á. Tầng 14 hả? Viết nơ cho anh hả? Ủa, anh chị đi đâu? Anh chị đi vòng vòng hả? Đi vòng vòng, đi phía dưới. À, dạ. Em đi sao? Dạ.
Rồi, có phải không? Vô, vô. Dạ. Rồi, mời ông bà vô chú vô nhà em. Này, mời cô chú anh chị, chúng ta vô phòng. Chắc có lẽ hôm nay là mở đèn. Chắc có lẽ hôm nay là bên phía bên tòa nhà bên kia là đông á, không còn chỗ á. Nên thành ra mới qua mình qua đây á. Và khi mà bước vô cửa thì chúng ta thấy bên tay phải có cái phòng vệ sinh. Đèn đâu đây? Ồ. Rồi đi vô đây giống như ngôi nhà của mình vậy đó. Đây có cái sảnh nè, có phòng khách. Có phòng khách nè. Ồ. Đã. Đó, rồi. Ra đây là cái nhìn thấy cái khung cảnh hồ bơi. Dễ hả? Quay đâu rồi? Hôm qua đây là phòng làm việc. Ồ, phòng rộng hả? Ở đâu? Rộng đâu? Mở đèn toilet coi. Anh không thấy cái công tắc nằm đâu ta. Ở đây máy lạnh trung tâm. Nó có hai cửa thoát hơi lạnh ra. Đây bảng điều khiển máy lạnh. Rồi mình vô phòng ngủ nha. Bên trong phòng ngủ có gì đây? Gọi chị rửa giùm em nha. Ồ. Phòng ngủ có tủ quần áo rồi tivi. Ủa giá phòng một đêm bao nhiêu này? Nếu mà sử dụng thẻ Marriott á thì là 2.990.000 đêm. À. Đã bao gồm ăn sáng và ăn tối. Ăn tối là buffet. Không sử dụng thẻ thì bao nhiêu? Không sử dụng thẻ thì khoảng dưới 2.900.000, nhưng mà không có ăn tối. Cũng giá cũng vậy mà chỉ có ăn tối không ăn tối thôi. 2.000.000 một đêm tương đương gì đúng không? Tương đương khoảng 100 đô. Hiện đại quá chưa biết luôn. Ở đây là toilet trong phòng ngủ. Nhấn ngay cái nút. Có tivi nữa. Nào, toilet có tivi nữa hả? Có tivi nữa. Có bồn tắm. Có buồng tắm và phòng buồng tắm. Vừa coi tivi vừa đi toilet hả? Vừa coi tivi vừa tắm. Mở tivi sao? Mở tivi. À, đâu có tivi luôn nè. Ok rồi, mình đi ở bên kia là khác. Bên em nhìn ra ngoài là phòng bên kia. Ok rồi, là ở bên cái tòa nhà bên kia. Đó, đây có buồng tắm, tắm đứng nè. Tắm đứng và lại tắm nằm. Tắm bồn. Qua bên đây xong thấy tòa bên kia nó cũ. Kéo cửa sổ ra. Nhìn ra nguyên khung cảnh Sài Gòn. Đây đây có tới 2 toilet rồi. Hôm nay ở trung tâm Sài Gòn sẽ rất là đông du khách luôn á. Ở bên đây là tòa nhà cũ năm rồi thì gia đình Vlam TV ở bên đây. Họ năm nay thì ở bên khu bên đây. Bên đây là toilet thôi, còn bên đây là phòng tắm. Bên đây có cái toilet. Bên đây có cái toilet. Mở đèn thử. Có nhiêu đèn mở hết. Có
Đó. Hôm nay chỉ là tắm thôi. Không, hôm nay toilet thôi. À, hôm nay toilet thôi. Anh à, chị và bạn thấy em giống như là khách du lịch. Để gì? Để ống nước nè. À. Hết hồn. Tưởng ở đây nó cho cái laptop chứ. Tưởng này là laptop chứ. À, nãy nhìn mình chưa biết nó là gì. Dạ, đồ để hồ sơ hả? Ồ, đây có bạn làm việc ngồi sướng luôn. Mở đèn lên. Mà tối nay anh có chỗ ngủ rồi nè. Ở đâu? Nè. Ngủ sofa cũng được. Ê, ở đây có đầu DVD nữa nè. Ờ, nãy chưa thấy hả? Đây có kích sắt. Không phải, tính ra có 2 triệu mấy đêm rẻ nha. Ờ. Hả? À, luôn ăn á, 2990 là luôn ăn tối á. Không, nếu bình thường... Bình thường... Ừ, bình thường khách sạn 5 sao là 2 triệu mấy đêm rẻ. Phải không á? Chưa, còn nó không cả tiền du lịch đâu. Ở đây không có tủ lạnh. Có chứ. Trong cái kệ này coi có. Tủ lạnh đây. Ủa phải này tủ nước. Có cà phê. Này ly nước. Có bình cách thủy. Bởi lộn bình nấu, bình siêu tóc. Này tủ lạnh đây. Nghĩ sao khách sạn... Ủa, tủ lạnh không có gì hết. Nhà nghỉ còn còn có mà không gì khách sạn. Sơn này ở đây không có để nước. Hay chai nước suối. Ừ, cái này là chanh dẻ, chanh chân sương. Chanh chân sương mài. Không phải sương mài. Rồi, thôi chắc video clip hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hình ảnh trong phòng khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, khách sạn Sheraton. Để anh chị và các bạn cảm thấy ở đây như thế nào ha. Thì ở đây, phòng ở đây thì giá vé thực tế thì không biết làm sao, nhưng mà giá vé của em đi ở đây nó có cái phần ưu đãi nên chỉ có 2 triệu mấy cộng thêm một bữa ăn tối buffet mà lại một bữa ăn sáng. Tối nay mình sẽ ngủ ở đây một đêm rồi mai về. Đó, kết thúc kỳ nghỉ. Các bạn đồng nhỏ đi trải nghiệm, đi khám phá. Lâu lâu đi ra đây cho nó thoải mái. Rồi tuần sau bắt đầu đi học lại. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.